Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang ở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và đây là cái đường này không biết là phường gì nhỉ? Hình như là cái Răm hay sao? Cái Răm thì đúng hơn. Và từ đây mà chúng ta đi xuống khu vực Sunwood Quảng Ninh, khu du lịch Sunwood ấy, hay là còn các bạn trẻ còn gọi là công viên rồng ấy, thì từ đây đi xuống là nó khoảng 3 km 3-4 km gì ấy. Và đây là cái răng dừa. Đấy, đây là răng dừa. Ta gọi đây là răng dừa, gồm một các cây dừa rất là lớn luôn. Có người gọi đây là cầu vua thì phải. Và đây là đi vào cái tết đêm của Hạ Long, khu vực này khá là đẹp luôn. Mình toàn xin phép đi vòng ở đường này, bởi vì trong cái chợ đêm đấy và trong cái làng chài đấy, Minh Toàn đã có một số cái hình ảnh, có một số cái video nói về cái làng chài đấy cũng như là trong chợ đêm rồi. Thì nếu mà các bạn mà quan tâm về cái chợ đêm Hạ Long nó như thế nào, bán những gì, hay là làng chài Hạ Long ngày nay nó như thế nào, thì rất mong các bạn hãy xem những cái video mà mình các bạn muốn ở trong kênh mà các bạn đang theo dõi đấy ạ. Thì để theo dõi những video mới nhất thì rất mong các bạn hãy nhấn cái nút đăng ký mà có chữ đăng ký màu đỏ đỏ để là người đầu tiên được theo dõi, được xem các cái video mới thú vị về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam chúng ta nói chung. Đăng ký ở đây, đăng ký miễn phí các bạn nhé. Ở đây mình toàn đang đứng tại đây là đang đứng tại cái nhà hàng Đại Long đặc sản rừng và biển. Toàn thấy đây là một cái căn biệt thự, một cái nhà hàng rất là to luôn. Thành ra mình toàn muốn dừng ở đây để ngắm nghía phía ngoài một chút, chứ mình toàn chưa được dìm vào trong đấy. Rất là đẹp, nhà hàng Đại Long. Và đây là chúng ta đi thẳng ra đường này là đường Hạ Long. Chúng ta đi vòng đường này để chúng ta khám phá. Mình toàn thấy ở khu này nó rất là đẹp, khá là đẹp. Đấy, cây cối treo rất là nhiều luôn, nhiều đèn luôn. Đây là khu ăn vặt và nhậu nhẹt. Khu này là gần với chợ cái Răm đấy các bạn. Và khách du lịch, như các bạn đang nhìn thấy các khách, các xe này chở khách du lịch và đây là ok, đây khá là sầm uất luôn, cái khu này khá là sầm uất. Và chúng ta đang đi ở đây là đi ra đường, đường này là đường Hạ Long. Đường Hạ Long với đường Cái Răm là nối liền nhau các bạn ạ. Và chúng ta đang đi hướng về phía đường Cái Răm và làng Hà Tự Ao Cá. Ở đây có chữ xin lỗi đã làm phiền các bạn có đám cưới.
Rồi, nhà gái nhà trai gần nhau quá luôn ha. Cách nhau có là hai nhà hay một nhà chứ. Rồi, làng xóm láng giềng thân nhau quá luôn. Như thế này là gần mẹ gần cha luôn đấy. Nếu lấy vợ như thế này tuyệt vời. Không biết tuyệt vời không thì không biết là các bạn có muốn lấy chồng gần với lại chồng xa không nhỉ? Các bạn thử comment ý kiến xem thử nhé. Đây là một đám cưới nữa. Đây, và chúng ta đang đi ra đây là đi ra đường Cái Dăm. Chúng ta đi trên đường Cái Dăm và hướng ra ngã tư Ao Cá. Trên đoạn đường này nếu mà các bạn nam thanh niên mà quan tâm thì như mình Toàn cũng thấy có một số quán giải trí dành cho các anh em, thì khi các bạn về đây thì các bạn cũng có thể là khám phá trên đoạn đường này hoặc là cái khu phố mà gần với khu phố Ba Lan đấy, là một trong những điểm mà vui chơi giải trí ở Hạ Long dành cho cánh mày râu. Đóng mở ngoặc là dành cho cánh mày râu nhé. Và đây thì là đường ở này là ngày xưa là biển. Đấy là mình Toàn được nghe nói thế chứ mình Toàn không phải là người Hạ Long. Thành ra những cái video mà mình Toàn chia sẻ về Hạ Long thì cũng được rất là nhiều người góp ý và bổ sung thêm kiến thức cho mình Toàn. Bởi mình Toàn chỉ là chia sẻ với tư cách là một người đi khám phá thôi, tức là một người muốn chia sẻ các video, các hình ảnh đến các bạn thôi, chứ Minh Toàn không phải là Minh Toàn là người hướng dẫn viên du lịch. Nên cũng rất mong các bạn hết sức thông cảm cho Minh Toàn những cái lúc mà Minh Toàn bị lỗi ạ. Và đây chúng ta đi qua mất rồi, đi qua hai hay ba cái giải trí dành cho các anh mất rồi. Mình Toàn đang định chỉ cho mọi người nhưng mà đi qua mất rồi các bạn. Rồi đành hẹn trong một video khác mình Toàn sẽ chỉ quan đấy. Và đây là cái ao cá. Từ ao cá thì đây là ao cá và đây là ngã tư nên người ta gọi đây là ngã tư ao cá. Và ngã tư này thì như các bạn đi xe xuống xe thì nếu các bạn mà đi du lịch khu Sun World Quảng Ninh thì các bạn bảo là xuống ngã ba Hùng Thắng. Ở Hùng Thắng đấy là xuống gần hơn, tức là từ ngã tư này ngược về ngã ba Hùng Thắng nó mất khoảng vài cây đấy. vài ba cây số ấy. Còn nếu mà các bạn mà về Hạ Long mà chúng ta muốn về khu vực bệnh viện Bãi Cháy thì chúng ta hay là cái khu vực ao cá này thì chúng ta bảo là xuống chỗ ngã tư ao cá này là nhà xe, tất cả các nhà xe đều biết đấy các bạn. Và bây giờ mình Toàn sẽ vòng qua ngã tư này, mình Toàn sẽ ngồi ở đầu kia. Ở ao cá này bây giờ cũng khá là sầm uất rồi.
Đấy, cái thế giới di động này mới mở ra. Và trước mặt chúng ta là chúng ta đến bến xe Bãi Cháy rồi. Bến xe Bãi Cháy mất. Đây là bến xe Bãi Cháy rồi. Và Minh Toàn dừng đây, Minh Toàn sẽ có chút việc ở đây.